Xin chào, đây là công dân bình thường, Sắc Học Kinh Sơn, đang phát sóng trực tiếp từ Colorado đầy nắng ấm, luôn ấm áp, luôn có nắng. Tôi muốn làm một video về vị trí của chúng ta trong lộ trình trang và cách chúng ta sẽ di chuyển thông qua các thời kỳ tạm thời và khởi động để hoàn thiện việc gấp và bật vôn te. Đây sẽ là một video bản trắng có chia sẻ màn hình. Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay. Nguồn gốc của sự thật cho mọi thứ thường bắt đầu từ GitHub. Giữ chặt ghế của bạn, chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề. Đây là kho lưu trữ ship mà tổ chức quản lý và đây là ship cho ship 1694. Nếu bạn xem danh sách các tác giả ở đây, Jay, Andre, Mattia, Kevin Hammond, tôi, Sam Litter, và rất nhiều, rất nhiều cộng tác viên đã tham gia, Hãy xem trang ghi nhận và bạn có thể thấy tất cả các buổi hội thảo đã được tổ chức. Khi bạn nhấp vào từng cái trong số này, bạn có thể thấy tất cả những người khác nhau đã tham gia. Điều thú vị là rất nhiều người trong số này hiện đã trở thành DREP hoặc đã có mặt trong Ủy ban Hiến pháp. Dù sao đi nữa, nếu bạn đọc qua ship, bạn sẽ thấy các mục tiêu, những điều trong phạm vi, ngoài phạm vi và những thiếu sót trong thiết kế Silei. Đoán xem cái gì? Đây là hoạt động trực tiếp, không còn là giả thuyết, không còn là đề xuất nữa. Đó là thỏa thuận thực sự. Và trong ship, nó có khái niệm về giai đoạn khởi động. Hãy để tôi tiếp tục và tìm nó cho bạn. Khởi động. Ồ, oh, tôi vừa có nó. Khởi động. À, đây rồi, giai đoạn khởi động. Đây là vị trí hiện tại của chúng ta, chúng ta đang trong giai đoạn khởi động. path to activate. Just reading it earlier. Let's find it for you guys. Constitutional Rất nhiều tài liệu, rất nhiều chuyện đang diễn ra. Nhưng cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Vậy là chúng ta đang ở giai đoạn khởi động. bootstrap things chúng ta cần phải cẩn thận về cách khởi động quản trị non trẻ này vâng xin chúc mừng quản trị non trẻ vẫn còn sống và khỏe mạnh bạn sẽ gọi nó là quản trị non nớt đúng không? Tất cả các bên liên quan sẽ cần nhiều thời gian để đăng ký và làm quen với quy trình. Bạn có thể hỏi, những bữa tiệc thịnh soạn này là gì vậy, sắc ly. Tôi rất vui vì bạn đã hỏi. Đây là phần giới thiệu ngắn về ship 1694. Tôi sẽ chia sẻ một liên kết đến nó từ Essential Cardano và cảm ơn Martin vì đã tổng hợp nó lại. Có năm vai trò mô tả sự tham gia của thành viên cộng đồng vào quản trị. Direct, ủy ban hiến pháp, người điều hành Sethuun, chủ sở hữu ADA được ủy quyền và nhóm không làm gì. Những người nắm giữ ADA không ủy quyền. Đây là những vai trò quản trị ở đây. Các điều khoản đặc biệt sẽ được ứng dụng trong giai đoạn khởi động ban đầu. Thứ nhất, trong giai đoạn khởi động, một cuộc bỏ phiếu từ Ủy ban hiến pháp là đủ để thay đổi các tham số của giao thức có thể sẽ không làm được điều đó, nhưng phần lớn trong số họ có thể làm được. Thứ hai, trong giai đoạn khởi động, một cuộc bỏ phiếu từ Ủy ban Hiến pháp cùng với một cuộc bỏ phiếu đủ SPO, cùng 70% mà các bạn biết và yêu thích, là đủ để bắt đầu một hát phóc. Và có câu hỏi đầu tiên, đợi một chút ở đây, chúng ta đang bắt đầu hát phóc nào? Không chắc tại sao. Thế đấy. Được rồi, sắp có ý tưởng về một hát phóc và chúng ta gọi đây là hát phóc trang cộng một. Ồ, chúng ta có thể làm tốt hơn thế phải không? Microsoft hôm nay không được tốt cho lắm. Tôi đã sử dụng Linux được một thời gian dài và quay lại Microsoft. Họ nói rằng nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không sao cả. Trang cộng một là những gì chúng ta đang nói đến, và chúng ta còn cách thời điểm đó dưới 90 ngày nữa. 90 from it. liệu điều đó có đạt được không chúng ta sẽ nói đến điều đó trong giây lát thứ ba một số hành động nhất định sẽ có sẵn không thể thực hiện hành động nào khác ngoài những hành động được đề cập trong đoạn này trong giai đoạn khởi động chà nói chung chúng ta có thể làm gì nói chung những gì bạn có thể làm là bảy điều sau kiến nghị bất tín nhiệm, được thực hiện bởi DREP và SPO. Ủy ban hiến pháp hoặc tỷ lệ đại biểu mới, do DREP và SPO thực hiện. Cập nhật hiến pháp do DREP và Ủy ban hiến pháp thực hiện với ngưỡng rất cao. Sự khởi xướng hát phóc của DREP, Ủy ban hiến pháp và SPO. Các thay đổi tham số giao thức của DREP, Ủy ban hiến pháp và việc rút tiền ngân quỹ của DREP và Ủy ban hiến pháp. Và các hành động thông tin. Chang is in motion. Basically, uh, what's turned off are Treasury uh, withdrawals, new constitutional committees, updates to the Constitution, motions of no confidence. And basically, people can turn on the hard forks. Và trong giai đoạn khởi động, giai đoạn chúng ta hiện đang tham gia, khi chàng đang thực hiện, về cơ bản những gì đã bị tắt là rút tiền từ ngân quỹ, ủy ban hiến pháp mới, cập nhật hiến pháp, kiến nghị bất tín nhiệm và về cơ bản, mọi người có thể bật hát phóc, thay đổi các tham số giao thức và chúng ta có thể thực hiện các hành động thông tin. Ý tưởng là khi chúng ta bật quản trị đầy đủ với Ủy ban Hiến pháp nội bộ và SPO cho trang Plus One, hiện đang đếm ngược, DREP sẽ được kích hoạt. Và ngay bây giờ, với tư cách là DREP, bạn có thể đăng ký trong giai đoạn khởi động. Giai đoạn khởi động kết thúc khi Ủy ban Hiến pháp và SPO phê chuẩn một hát phốc tiếp theo, đó là trang cộng một, cho phép các hành động quản trị còn lại và sự tham gia của DREP. Vào thời điểm đó, chúng ta đã bật toàn bộ quản trị. Việc này có thể diễn ra sau trang vài tháng, theo chúng tôi nghĩ là khoảng 3 tháng, mặc dù tất cả các tính năng đã có sẵn về mặt kỹ thuật vào thời điểm này. Các yêu cầu bổ sung để sử dụng từng tính năng có thể được quy định cụ thể trong hiến pháp. Hơn nữa, sẽ có một ủy ban hiến pháp lâm thời với nhiệm kỳ ấn định kéo dài đến năm sau, cũng được nêu rõ trong sổ cái và hồ sơ cấu hình thế hệ tiếp theo, đồng thời lịch trình luân chuyển của những thành viên không phải ủy ban đầu tiên có thể được đưa vào chính hiến pháp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng vì ủy ban hiến pháp không bao giờ bỏ phiếu về các ủy ban mới nên nó thực sự không thể thực thi việc luân chuyển, điều này luôn tốt khi họ thực hiện điều đó. Được rồi. Vì vậy chúng ta có tờ âm 90 ngày cho trang cộng 1, và tại thời điểm đó, DREP đã hoạt động và chúng ta có một quản trị các đa nô đầy đủ. Hãy để tôi xem liệu điều này có hiệu quả không. Thế đấy, hiểu rồi. Và sau đó chúng ta có một quản trị các đa nô đầy đủ. Và hiện tại, chúng ta đang trong giai đoạn khởi động, mọi người đang đăng ký dưới dạng DREP và chúng ta sẽ thấy rất nhiều. Về cơ bản, rất nhiều trong số chúng đang được kích hoạt sau trang cộng một chúng ta sẽ có một quản trị ba bên bạn sẽ có direct bạn sẽ có ủy ban hiến pháp cơ quan này vẫn đang tạm thời và bạn đang sẽ có spo vào thời điểm đó bạn sẽ có bảy hành động quản trị các biện pháp bảo vệ và hiến pháp hiện tại đó là hiến pháp tạm thời Đại khái điều này sẽ diễn ra vào tháng 12, tùy thuộc vào lịch trình tờ trừ 90 ngày đó trông như thế nào. Cùng lúc đó, có một số nội dung khác sắp tích hợp vào nốt. Nốt này sẽ nhận được Genesis, điều đó thì sao? Chúng ta không thể hoàn toàn đạt được điều đó với trang vì có một số việc phải làm vào phút cuối. Vì vậy Genesis và một số cải tiến khác cũng được thêm vào. Đây là chặng đường cuối cùng trong quá trình phi tập trung hoàn toàn của các Dano, hoàn toàn nhận ra tiềm năng của Ouroboros. Trong khi điều này đang xảy ra, có một chủ đề khác đang diễn ra. Nó đã hoạt động rồi, các hội thảo về hiến pháp đang được tổ chức các hội thảo này hiện đang thảo luận về dự thảo hiến pháp và sẽ có ghi chú và câu hỏi mỗi hội nghị sẽ bầu một đại biểu and and có hơn 50 ở 50 quốc gia tổ chức hội nghị này 50 countries sau đó đến tháng 12 tất cả chúng ta sẽ đến Argentina và những đại biểu đó sẽ thành lập một hội nghị lập hiến mỗi đại biểu nhận được một phiếu bầu vì vậy mọi người đều bình đẳng ở đó và họ sẽ bỏ phiếu cho phiên bản được đề xuất của hiến Pháp cho các Dano going to on Điều này sẽ xảy ra vào khoảng thời gian trang plus 1 trực tuyến. Bạn sẽ nhận thấy từ đồ họa thông tin của chúng ta rằng khi giai đoạn khởi động kết thúc, chúng ta thực sự có thể cập nhật hiến pháp khi Drep và ủy ban hiến pháp có mặt. Và bảy hành động quản trị này có thể xảy ra, và lạ thay, họ sẽ chuẩn bị sẵn hiến pháp mới được đề xuất này. Toàn bộ quản trị đã sẵn sàng hoạt động, điều đó có nghĩa là quản trị này hiện có thể bỏ phiếu phê chuẩn hiến pháp phiên bản V1. Trong hiến pháp này, các quy tắc mới dành cho Ủy ban Hiến pháp lâm thời sẽ được chỉ định và các quy tắc tiềm năng dành cho SPO, DREP và những thứ tương tự khác, mặc dù khó có thể có nhiều thay đổi so với thiết kế của ship 1694. Phần được giám sát chặt chẽ nhất tất nhiên sẽ là Ủy ban Hiến pháp. Điều này có nghĩa là sẽ có một giai đoạn mà tôi gọi là nợ hiến pháp of Chúng ta đang chạy trên ship 1694 nhưng hiện tại chúng ta có ship 1694 cộng với hiến pháp mới và hiến pháp mới đó có thể thay đổi một số thiết kế của quản trị on trên. chúng ta sẽ cần phải khắc phục điều đó. Đây sẽ là nhiệm vụ trong quý 1 và quý 2 năm 2025, hoặc thậm chí lâu hơn, tùy thuộc vào tham vọng của cộng đồng đối với hiến pháp. Một điều nữa là nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban Hiến pháp lâm thời sẽ hết, đồng nghĩa với việc Ủy ban Hiến pháp mới sẽ được bỏ phiếu đầy đủ. Hiện tại, chúng ta có 7 thành viên BKS tạm thời. Một số thành viên trong số đó có thể chọn tái tranh cử. Tôi là thành viên của ICC thông qua Input Output Toàn cầu, IOG, cũng như Intersect. Nhiều người mà bạn đã bầu chọn đến từ IOG, và tại thời điểm này, tôi sẽ sử dụng một điểm đầy màu sắc ở đây, chúng ta sẽ hoàn toàn loại bỏ. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ vai trò nào, không có vai trò nào cả. Chúng tôi sẽ không làm DREP, chúng tôi cũng sẽ không hỗ trợ bất kỳ DREP nào và chúng tôi sẽ không phục vụ trong bất kỳ ủy ban hiến pháp nào, chúng tôi đang tạm dừng tham gia vào quản trị. Và chúng tôi ở đây để chuyển giao. Bây giờ ship 1694 đã sẵn sàng, chúng ta phải trải qua giai đoạn khởi động và chúng ta phải bật DREP cùng với tất cả các thành viên ICC khác, bao gồm cả những thành viên bạn đã bầu chọn. Chúng ta có vai trò mang tính nghi lễ trong việc hỗ trợ hoàn thiện công ước lập hiến. Tôi đã từng đến Argentina một lần. Tôi sẽ trở lại vào tháng 10 để chuẩn bị lần cuối và tôi sẽ đích thân đến đó vào tháng 12 để chào đón tất cả các đại biểu và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị lập hiến. Hội nghị lập hiến sẽ tạo ra hiến pháp phiên bản V1 được đề xuất để phê chuẩn trực tuyến. Sau khi được phê chuẩn, một ủy ban hiến pháp mới sẽ được bầu và 100% thành viên trong toàn bộ quản trị các Dano sẽ tuân theo hiến pháp mới này mà cộng đồng đã viết qua các hội thảo của họ, thảo luận trong hội nghị lập hiến và bỏ phiếu trực tuyến. Đó là chặng đường quản trị cuối cùng. Bây giờ, có một luồng khác đang diễn ra song song và luồng đó là quy trình ngân sách. Mọi người đã hỏi rất nhiều về quy trình lập ngân sách. Có hai cách để bạn có thể điều hành ngân quỹ on trên. Ngân quỹ on trên có ADA trị giá khoảng 600 triệu đô la, tùy thuộc vào vốn hóa thị trường. Và số tiền đó khá lớn, và một cách là, bởi vì quản trị on-chain và hiến pháp quyết định, bạn có thể thực hiện rút tiền từ ngân quỹ và có nhiều biện pháp bảo vệ về cách thức hoạt động của những hoạt động đó. nhưng cách ưa thích cho mọi thứ ở quy mô lớn là tạo ngân sách hàng năm. bạn chia nó thành hai giai đoạn. Đầu tiên, tạo ngân sách hàng năm bằng biểu đồ hình tròn, trong đó mỗi lát đại diện cho các danh mục khác nhau, không theo tỷ lệ, có thể có phát triển, tiếp thị, nghiên cứu, pháp lý, nhân sự, vân vân. Vâng. Thực ra hiện tại có một ủy ban ngân sách ở Intersect và ủy ban này sẽ tạo ra cái gọi là SIG, nhóm lợi ích đặc biệt

yêu cầu giám sát và những thứ khác. Và sẽ có khoản chi để thực sự thực hiện công việc, và sau đó sẽ có một khoản ngân sách lớn hơn một chút dành cho kiểm toán và giám sát, đảm bảo rằng mọi người thực sự làm công việc mà họ được trả tiền để làm. Sliver Tất cả những điều đó đang được hợp nhất và tập hợp lại với nhau, và nó sẽ được đưa ra biểu quyết. Cuộc bỏ phiếu, chúng ta bắt đầu, giao thức ngay tại đây, sau đó sẽ dựa trên thông số ngân quỹ, việc rút ngân quỹ. Điều này có ý nghĩa gì về mặt chức năng? Hãy để tôi tìm bản trắng của mình. Được rồi, vậy điều này có nghĩa là gì? Chà, dạ, về cơ bản, cuộc bỏ phiếu có hai giai đoạn, giai đoạn một là chuyển động của quỹ và giai đoạn hai là phân bổ cho các tổ chức và đơn vị. Điều đó có nghĩa là gì? Catalyst là một ví dụ về một tổ chức. Mọi người thường hỏi, điều này có ý nghĩa gì đối với Catalyst? chúng ta well, sẽ tiếp tục tích có kata liếc chứ. Chà, điều đó thực sự phụ thuộc vào các bạn thông qua các đại diện được bầu của bạn. Các đề mà bạn chọn cuối cùng sẽ có tiếng nói về ngân sách được đề xuất và liệu họ chọn chấp nhận hay từ chối nó. Nếu nó bị từ chối, nó sẽ quay trở lại ủy ban ngân sách, họ làm việc lại và cuối cùng, mọi người sẽ cảm thấy thất vọng. Các ngân sách cạnh tranh sẽ xuất hiện và cuối cùng, ngân sách sẽ được thống nhất. Ngân sách đó có thể có một phần bao gồm catalyst hoặc có thể không. Nếu nó bao gồm Catalyst, Catalyst sẽ tiếp tục hoạt động như một tổ chức trong hệ sinh thái của chúng ta, giống như bạn biết và yêu thích nó. Nếu không được tài trợ, Catalyst sẽ ngừng hoạt động và biến mất. Nó rất giống nhau cho sự phát triển. Điều sắp xảy ra là, song song đó, I.O. đang bắt đầu tập hợp một liên minh các nhà phát triển và hy vọng của tôi là có được hơn 15 người. Liên minh các nhà phát triển đó sẽ cùng nhau xây dựng tầm nhìn cho các Dano 2.0 về cơ bản là tất cả những điều mới công nghệ tương lai, cộng với việc duy trì giao thức. Có rất nhiều thứ sẽ có trong vấn đề này và có thể tôi sẽ có một bài thuyết trình riêng về nó vào tháng 10, chỉ cần cố gắng tìm ra nơi tôi sẽ thực hiện nó rất nhiều logo rất nhiều công ty khác nhau trong liên minh này tập hợp tất cả lại với nhau về cơ bản liên minh các nhà phát triển đó sẽ nói được rồi đây là số tiền chúng ta cần cho phần phát triển và nghiên cứu trong ngân sách đề xuất hàng năm để chúng ta cung cấp x y, y và z và đây là trách nhiệm giải trình và giám sát cho điều đó điều đó sẽ mang lại cơ hội đầu tiên cho những điều này và sẽ thật tuyệt vì nó sẽ là sự kết hợp giữa các công ty nhỏ và công ty lớn một số cái tên mà tất cả các bạn đã từng nghe và cảm thấy hào hứng hy vọng cũng là chia thành nhiều hạng mục khác nhau và những thứ tương tự nhưng đó là một ví dụ về tài trợ của tổ chức đó sẽ là một liên minh của các thực thể có thể kiểm toán và giám sát về cơ bản trở thành liên minh phát triển đằng sau các dano có nhiều mục tiêu ở đây như cải thiện kiến trúc của các dano thiết kế nốt mới Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đưa tất cả nội dung về khả năng mở rộng theo lộ trình dài hạn và cũng đầu tư vào nhiều công nghệ mới như rôn áp và những thứ tương tự. Nó sẽ thực sự thú vị và vui vẻ. Điều này cũng tương tự đối với liên minh tiếp thị. Lần đầu tiên chúng ta thực sự có thể nói về hoạt động tiếp thị và xây dựng thương hiệu của các Dano, tăng trưởng của các Dano và mọi người có thể thành lập một liên minh với nhau đã có những cuộc thảo luận về những nhóm người khác nhau thực hiện việc đó và thực tế là có một ủy ban tiếp thị tại Intersect, nơi mọi người đang thảo luận. Đây là những ví dụ về SIG. Code là SIG, marketing là SIG. Bởi vì mọi người đều quan tâm đến nó, nên các tổ chức cũng là những thứ như CF, Intersect và những thứ khác, và họ cũng có thể yêu cầu tài trợ dưới dạng SIG vào ngân sách đề xuất. Bây giờ ngân sách phải được phê duyệt chúng ta không biết số tiền chúng ta không biết ai sẽ được tài trợ và chúng ta không biết chi tiết về kiểm toán và giám sát đây là lý do tại sao có một ủy ban ngân sách nếu bạn quan tâm đến vấn đề này thì đó là một quy trình mở. Hãy tham gia Intercept, hãy tham gia các nhóm làm việc và tôi tưởng tượng rằng bạn là thành viên của SIG. Rất dễ dàng để tham gia Intercept và tham gia Intercept. Intercept, megabyte.com và hãy xem nó. Intersect không độc quyền trong quá trình này. Ngay khi tôi nói điều gì đó, mọi người luôn cố tình hiểu sai và gây ra kịch tính. Vì vậy hãy dừng lại. Đây chỉ là chức năng triệu tập trong đó đề xuất ngân sách hàng năm đầu tiên làm ví dụ về cách thực hiện quy trình này và tập hợp tất cả những người khác nhau lại với nhau. Thực tế của SHIP 1694 là bất kỳ ai cũng có thể đề xuất rút tiền ngân quỹ bằng hành động quản trị. Ủy ban Hiến pháp và các DREP có quyền thiết lập các tiền lệ về cách thực hiện điều đó Lời khuyên của tôi dành cho hệ sinh thái trong giai đoạn chuyển tiếp này, khi chúng ta đang khởi động và khởi động mọi thứ, là hãy ghi nhớ một quy trình hàng năm Bằng cách này, bạn có thể có sự linh hoạt tối đa và có thể có dòng vốn chảy ra hàng ngày hoặc hàng tuần, ngay cả với các tổ chức và thực thể như Catalyst chẳng hạn nhưng sau đó, bạn có thể có một quy trình có chủ ý và có hệ thống với sự tham gia của nhiều người đáng tin cậy vào cuộc thảo luận thường niên trên toàn hệ sinh thái, thảo luận về những gì chúng ta nên chi tiêu, tại sao chúng ta nên chi tiêu. Những gì chúng ta đang cố gắng đạt được và chiến lược năm 2025 của chúng ta là gì như một hệ sinh thái? Bạn sẽ không đạt được chiến lược năm 2025 bằng việc mọi người đến ngân quỹ hàng nghìn lần mỗi năm để yêu cầu từng thứ nhỏ nhặt của họ được tài trợ trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và nói Dạ, điều này sẽ tốt cho lý do X, y, z. Ngân sách phải luôn được chuẩn bị sẵn một chiến lược, chiến lược tiếp thị, chiến lược phát triển và nghiên cứu, chiến lược bảo vệ pháp lý, vân vân. Có những thể chế tồn tại và lý do chúng tồn tại là để hỗ trợ các chức năng hỗ trợ và giúp đỡ những điều này tiến triển. Đây cũng là nơi chúng ta thảo luận về việc bồi thường cho quản trị, DREP và các thành viên CC. Vì DREP và CC là tầng lớp bỏ phiếu cuối cùng sẽ quyết định liệu ngân sách có được thông qua hay không, nên họ chắc chắn sẽ tham gia vào quy trình lập ngân sách. Hiện tại, các thành viên của Ủy ban Hiến pháp lâm thời đang phục vụ trong Ủy ban Ngân sách tại Intersex, và nó gần giống như Ủy ban Cách thức và Phương tiện chuyển nó đi bỏ phiếu tại viện sau khi họ đã hoàn thành công việc nặng nhọc và chăm chỉ điều này đang diễn ra song song với hội nghị lập hiến và việc khởi động quản trị khởi động mọi người đã đăng ký dred ủy ban hiến pháp lâm thời đang hoạt động đã được bầu đang nhậm chức và quy trình ngân sách đang được tiến hành đây là ba việc đang trong quá trình xử lý và tất cả phải kết thúc trước cuối tháng 12 với tốc độ hiện tại của chúng ta. Một khối lượng lớn đang diễn ra, với hàng trăm người ở nhiều tổ chức đang thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ này. Đây là những yêu cầu tối thiểu để có một quản trị hoạt động thực sự với các Dano. Bạn không thể có quản trị nếu bạn không có thể tài trợ cho các sáng kiến và đưa ra các quyết định mang tính toàn diện và liêm chính ở cốt lõi. Bây giờ, còn rất nhiều việc phải làm. Tại một thời điểm nào đó phải có phép đo ED của các Dano, một ED đầy đủ N để đo mức độ phi tập trung của chúng ta. Cũng cần phải có một số khái niệm về tính hiệu quả trong việc ra quyết định, tính hiệu quả và tính chính trực and tính toàn vẹn của hệ thống xuất phát từ bản hiến pháp chính thức mà chúng ta soạn thảo đó là quy luật của trò chơi nếu bạn tuân theo các quy tắc hệ thống sẽ có tính toàn vẹn and integrity The integrity of the system flows from the final constitution that we draft. Those are the rules of the game and if you follow the rules, the system has integrity. If you don't follow the rules, they don't have integrity. Effectiveness, nếu bạn không tuân theo các quy tắc, nó sẽ không có tính chính trực. Hiệu quả là kết quả của những quyết định mà mọi người đưa ra. Ví dụ, nếu bạn đang bỏ phiếu cho DREP để tối đa hóa giá ADA hoặc tối đa hóa việc ứng dụng và tiện ích của ADA, thì hiệu quả sẽ được phản ánh trong các số liệu đó theo thời gian, chúng có cải thiện không? Hiệu quả là tốc độ chúng ta đưa ra quyết định và liệu chúng ta có đưa ra quyết định đó hay không, đó là thước đo tốc độ và một là thước đo kết quả một là thước đo tốc độ và một là thước đo triết học đây là ba điểm neo khác nhau mà từ đó bạn có thể xem quản trị khi bạn bỏ phiếu cho DREP và các thành viên ủy ban hiến pháp tham gia hội thảo hiến pháp và tham gia vào ủy ban ngân sách hãy luôn ghi nhớ những điều này lý do chúng ta có các thể chế là vì chúng nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả nếu chúng ta cố gắng thực hiện quy trình ngân sách từ dưới lên theo cách hoàn toàn phi tập trung thì đó sẽ là sự hỗn loạn tuyệt đối trên twitter đó là lý do tại sao bạn có một ủy ban ngân sách và một cái gì đó như intersect nó triệu tập tất cả mọi người tập hợp tất cả các bên liên quan lại với nhau và sử dụng các kỹ thuật quản lý hiện đại để giúp mọi người giao tiếp hiệu quả và đạt được sự bỏ phiếu đồng ý hoặc không nếu họ có thể bỏ phiếu đồng ý hoặc không điều đó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bỏ phiếu từng phần một nhờ đó bạn sẽ nhận được kết quả nhanh chóng nếu có những người giỏi trong phòng, đây là lý do tại sao tôi mời mọi người tham gia, bạn sẽ nhận được một kết quả hiệu quả, nghĩa là chúng ta thực sự có một chiến lược đi đôi với ngân sách, thay vì tài trợ từng phần như trang bị đề giác cá nhân. Nếu bạn có hiến pháp, ủy ban hiến pháp có thể xem xét ngân sách này dựa trên hiến pháp và xác nhận rằng chúng ta không vi phạm một số thành phần triết học của hiến pháp hoặc làm tổn hại đến tính toàn vẹn của nó. và quản trị tốt đòi hỏi sự tương tác giữa các thể chế tốt, sự tham gia cao và một quản trị được bầu. đây là những gì tôi đã nói cách đây hai năm và đây thực sự là những gì chúng ta đã thực hiện. đi rất quan trọng bởi vì đó là một ví dụ về kim chỉ nam với tư cách là drep nếu bạn phục vụ với tư cách là một hoặc thành viên ủy ban hiến pháp bạn sẽ hỏi khi chúng ta xem lộ trình của các dano và ngân sách của các dano điều này đang làm gì đối với toàn bộ hệ thống đối với ed chúng ta đang tăng mức độ phi tập trung hay chúng ta đang giảm mức độ phi tập trung với quyết định hoặc giao thức mà chúng ta đang ứng dụng có những kim chỉ nam khác mà chúng ta có thể xem xét sử dụng giá trị của đồng xu làm kim chỉ nam một số người sử dụng tốc độ của hệ thống, thông lượng của hệ thống, làm kim chỉ nam và các kim chỉ nam có thể mâu thuẫn với nhau. Giá hoặc có thể làm giảm thông lượng. Những thứ làm giảm sự phi tập trung có thể làm tăng giá, ai biết được. Chúng ta thảo luận về chiến lược và sự đổi mới thực sự, đó là nơi bạn có được sự tiến bộ không cần đánh đổi. Bạn cải thiện sự phi tập trung, nhưng bạn không tác động đến những người khác hoặc bạn tác động tích cực đến những người khác. Vào cuối tháng 12 và khi chúng ta bước vào năm 2025, sẽ có một liên minh phát triển mà các bạn đã phê duyệt, nếu ngân sách được phê duyệt. Liên minh phát triển đó sẽ có nhiệm vụ, lộ trình, chiến lược và cơ chế kiểm toán, giám sát. Hy vọng rằng sẽ có một liên minh tiếp thị, liên minh xây dựng thương hiệu và họ sẽ có cơ chế kiểm toán giám sát cũng như một chiến lược đằng sau chúng. Bạn sẽ có một quản trị hoạt động bao gồm hàng nghìn người tuân theo hiến pháp và các nhà phát triển sẽ giải quyết bất kỳ khoản nợ hiến pháp nào đã được đưa ra tại hội nghị lập hiến cho biến thể mới. Sau đó chúng ta sẽ có một hệ thống quản trị khả thi tối thiểu có thể tự phát triển. Hàng năm, các ship sẽ được cải thiện, liên minh sẽ lớn hơn khi giá trị của ADA tăng lên vì có nhiều nguồn lực phát triển hơn, đưa vào hoạt động tiếp thị và thu hút nhiều người hơn vào việc này. Điều này tạo thành bánh đà và chúng ta hoạt động hiệu quả hơn trong khi vẫn giữ được tính liêm chính của mình vì có các tổ chức bảo vệ tính liêm chính bên trong hệ thống. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ, những gì mọi người đang làm khi tôi nói đây là một vấn đề lớn chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều với tư cách là một hệ sinh thái về xung đột lợi ích về những điều có thể sai sót ở đâu điều gì cản trở việc ra quyết định và tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa ý chí của đám đông và ý chí của cộng đồng các đại diện được bầu theo hiến pháp đang bảo vệ các thể chế của hệ thống chúng ta cũng không muốn trao độc quyền cho bất kỳ tổ chức nào trong hiến pháp không có điều khoản hay nhiệm vụ đặc biệt nào cho những tổ chức đã có trước IOG, CF, Intercept, Catalyst và những thứ tương tự đều không được đề cập trong bất cứ điều khoản nào trong hiến pháp. điều đó có nghĩa là họ tồn tại hay mất đi hoàn toàn dựa vào tính hiệu quả của chính họ, việc duy trì tính toàn vẹn của hệ thống và sự đóng góp vào tính hiệu quả trong việc ra quyết định. Nếu bạn cảm thấy Intercept không phải là một tổ chức tốt, nó không hoạt động tốt, bạn đoán xem sao các bạn có thể thoát khỏi nó bằng cách hủy bỏ nó. Điều tương tự cũng xảy ra với Catalyst. Bạn không thể hủy bỏ CS vì họ có rương kho báu riêng, nhưng ít nhất bạn có thể loại họ khỏi mọi thứ. Và điều tương tự xảy ra với IOG. Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành người đứng đầu liên minh hoặc là đối tác bình đẳng với nhiều công ty khác nhau, nhưng nếu bạn nói, chúng tôi không nghĩ rằng liên minh đó sẽ hoàn thành được điều đó sau đó bỏ phiếu và bạn nói không bạn chính là người nắm quyền quyết định này các deret về cơ bản là chính bạn hoặc ai đó đại diện cho tiếng nói của bạn và sẽ không có gì được thực hiện nếu không có cơ chế đồng thuận của họ điều tương tự cũng xảy ra với ủy ban hiến pháp những cơ quan đặc biệt hơn và có liên quan đến tính liêm chính của hệ thống Họ quan tâm rất nhiều đến hiến pháp. Vì vậy điều này tạo ra trách nhiệm giải trình và giám sát cao nhất mà bạn đang tìm kiếm. Đó là một quá trình khó khăn và sẽ mất thời gian để mọi người làm quen với nó. Nếu bạn muốn tham gia, đây là cách bạn làm điều đó. Bạn có một thứ gọi là gotung. GoTun là ứng dụng máy trạm tham chiếu, giống như đa đe lớp của quản trị và mọi người đã xây dựng hệ thống của riêng họ cho việc này. Nó cung cấp cho bạn khả năng xem các hành động quản trị trên blockchain các Dano, xem danh sách các DREP đang đăng ký trên blockchain và xem kết quả của các phiếu bầu hành động quản trị. Một lần nữa, những phiếu hành động quản trị đó là bảy loại phiếu tồn tại ở đó, sau đó, nó cho phép bạn hãy để tôi xem hướng dẫn bắt đầu tại đây, bắt đầu và về cơ bản có hướng dẫn từng bước tại đây với Gô-tuân. Bạn có thể tải xuống một ví tương thích tất cả các ví hiện đang trực tuyến và được bật cho việc này. Đây là một lý do khác khiến chúng ta có giai đoạn khởi động. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho mạng chính. Chúng đã ở trên mạng thử nghiệm và bây giờ mọi người đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng để đưa những thứ tương tự chạy trên mạng chính, nhưng chúng sẽ có sẵn trước trên Plus One. Về cơ bản, chỉ cần kết nối ví của bạn và sau đó bạn có thể bỏ phiếu. Nếu là Direct, bạn có thể bỏ phiếu bằng GoTun và tất cả những thứ đó. Tôi thực sự khuyên các bạn hãy nhìn vào đó và thử nghiệm nó như tôi đã nói đây sẽ là một loạt hoạt động tất cả chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ ở đây để hoàn thành những việc cuối cùng khi giai đoạn khởi động hoàn tất và hiến pháp mới được hoàn thành tại đây mọi người sẽ ở đó vì công lao của họ mọi người sẽ ở đó vì bạn đã bỏ phiếu cho họ và mọi người sẽ ở đó vì bạn thích họ và nếu bạn không thích họ bạn có thể loại bỏ họ Điều đó thật kỳ diệu. Khi chúng ta thảo luận về hiến pháp, còn có câu hỏi về tần suất đổi mới. Chúng ta có nên có sự đều đặn nào đó đằng sau một đại hội hiến pháp không? Đó sẽ là điều được thảo luận tại các hội thảo và tại hội nghị lập hiến. Chúng ta nên thực hiện việc này 5 năm hay 10 năm một lần để kiểm tra thử nghiệm hay chúng ta nên sửa đổi hiến pháp trên cơ sở khi cần thiết ngoài ra máy có thể hiểu được bao nhiêu phần của hiến pháp đó là một câu hỏi khó vì có một sự khác biệt giữa những gì con người có thể hiểu được và những gì máy tính có thể hiểu được có thể ứng dụng được bao nhiêu chủ nghĩa hình thức với sự mơ hồ đây sẽ là một cuộc thảo luận lớn sau đó còn có vấn đề ưu tiên hệ sinh thái chúng ta phải thực hiện một số cuộc bỏ phiếu quá trình lập ngân sách sẽ đưa ra những ưu tiên này và mọi người sẽ bắt đầu nói về chúng một cách thoải mái hơn điều luôn xảy ra là các deret sẽ hoạt động theo mục đích họ sẽ được bầu để đại diện cho một mối quan tâm hoặc quan điểm công việc của họ là phải có tiếng nói lớn có chính kiến và tích cực thúc đẩy ý kiến đó được thông qua Hiện tại, chúng ta không có nhiều sự tham gia vào quy trình lập ngân sách, nhưng mọi người sẽ bắt đầu thức tỉnh và nhận ra rằng còn rất nhiều việc phải làm. Những người muốn trở thành Drep sẽ bắt đầu có uy tín và tham gia. Họ sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến quá trình và ngân sách sẽ bắt đầu dịch chuyển. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến điểm khởi đầu. Sau đó, chúng ta với tư cách là một hệ sinh thái sẽ có một cuộc thảo luận dành cho người lớn. Nếu chúng ta có thể vượt qua được điều đó, các thực thể sẽ chắc chắn về nguồn tài trợ và sẽ tiếp tục trong tương lai. Hoặc, các bạn có thể quyết định đi theo một hướng rất khác. Ví dụ, bạn có thể quyết định đốt tất cả ADA bên trong ngân quỹ các Dano, hủy bỏ mọi thứ và ngừng mọi hoạt động phát triển giao thức. Đó là mối nguy hiểm nhưng cũng là lời hứa hẹn về quản trị, việc quyết định đi đâu và làm gì hoàn toàn nằm trong tay cộng đồng. Tôi luôn tin rằng cộng đồng này là một trong những cộng đồng sáng giá nhất và có năng lực nhất trong các Dano cũng như hệ sinh thái crypto rộng lớn hơn. Tôi tin rằng các bạn sẽ đưa ra những quyết định tuyệt vời. Bạn chỉ cần một chút trợ giúp và sự trợ giúp nhỏ đó đến từ các tổ chức như Intercept, CF và những tổ chức khác có nhiệm vụ xem xét những gì đang diễn ra và giúp giải quyết các câu hỏi có hoặc không, thay vì đưa ra với một chiến lược lớn khi bạn thực sự nghĩ về điều đó thật khó để trở thành chuyên gia về mọi thứ chiến lược tăng trưởng của chúng ta ở sagan là gì chiến lược tăng trưởng của chúng ta ở baku là gì chiến lược tăng trưởng của chúng ta ở new zealand là gì ngay cả khi bạn là chuyên gia về một trong những khu vực pháp lý này bạn có thực sự có kiến thức sâu sắc về và những thứ tương tự về những địa điểm cụ thể này không đặc biệt là thành phố baku bạn có biết nó ở đâu không hãy thành thật ở đây không ai thông minh hơn tất cả mọi người và mục đích của một quá trình có chủ ý là gắn kết mọi người lại với nhau thảo luận với người lớn sau đó bắt đầu ủy quyền và nhờ các tổ chức giúp tinh chỉnh và giải quyết sự phức tạp một điều nữa là các thể chế tạo ra tính pháp lý để ràng buộc những người bên ngoài hệ sinh thái cho dù là hợp đồng hay dịch vụ có rất nhiều bên thứ ba không quan tâm nhiều đến crypto, họ là kế toán viên, luật sư hoặc chuyên gia về một số vấn đề nhất định. Thông qua những cấu trúc này, giờ đây chúng ta có thể tiếp cận họ và đưa họ vào hệ sinh thái vì lợi ích lớn hơn. Và trên là cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử của các Dano, nhưng giống như tất cả mọi thứ, đó là lời mời gọi đến một đống công việc ngày càng tăng. Sự khác biệt là giờ đây đóng công việc ngày càng tăng là mối quan tâm của công chúng, và tất cả những việc dọn dẹp rác rưởi cũng đều được công khai. Đó là việc chung và nó đang được giải quyết. Với sự tham gia của hàng trăm người thuộc nhiều tổ chức khác nhau, chúng ta đang cùng nhau thực hiện nó với một tiếng nói và một sứ mệnh. Biến các Dano trở thành crypto số một trên thế giới và mang lại tiện ích cho nền kinh tế, chính trị và xã hội trong tương lai hệ thống cho mọi người công bằng và tự do và tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được điều đó. Và nếu bạn muốn có một sứ mệnh khác, hãy tham gia vào hội thảo về hiến pháp và đến hội nghị lập hiến để soạn thảo và phê chuẩn hiến pháp phản ánh các giá trị của bạn. Và các nguyên tắc, đó có thể là số lượng tăng lên, đó chỉ là cùng từ duy nhất trong hiến pháp các Dano. Và nếu bạn muốn điều đó, thật tuyệt bạn sẽ có thể mất rất nhiều người trong suốt chặng đường vì họ không có lý do gì để tham gia các đa nữa nhưng có lẽ đó là điều bạn quan tâm đấu tranh cho những gì bạn quan tâm mục đích của quản trị là cho phép mọi người tự do nói những điều đó và làm những điều đó nhưng bạn phải thu phục được mọi người chỉ vì bạn có quyền tự do nói điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ theo dõi bạn hoặc lắng nghe bạn vì vậy bạn phải thuyết phục về việc nên đi đâu và làm gì Tôi hy vọng điều này làm sáng tỏ một vài điều. Nó có thể rất phức tạp, nhưng nếu bạn chỉ là người dùng hàng ngày, GoToon và ví của bạn sẽ kết hợp với nhau. Hầu hết các ví đang xây dựng giao diện quản trị, chúng ta đang thực hiện việc đó tại Lace. Và cuối cùng, bạn sẽ chỉ thấy một bản cập nhật và sẽ có một phiên thảo luận quản trị. Và nó thật đơn giản. Bạn không cần phải làm gì nhiều hơn nữa. Deret sẽ trông giống như SPO về mặt trải nghiệm người dùng. Nếu bạn để ý, có rất nhiều tài liệu về cách tự mình trở thành Drep hoặc bạn có thể thực hiện các công việc dòng lệnh hoặc bất cứ điều gì xảy ra. Nếu muốn thực hành, bạn có thể tham gia các hội thảo, tham gia intersect, tham gia vào các ủy ban cụ thể, tham gia một nhóm lợi ích đặc biệt, vận động hành lang và đấu tranh cho những ý tưởng đó. Bây giờ nó nằm trong tay bạn, không có lời bào chữa nào cả. Tất cả đều ở đó và một lần nữa, và cuối cùng, bất kể tổ chức nào đề xuất mọi thứ, nó đều phải trải qua sự giám sát chặt chẽ on trên. Ví dụ, có một hội nghị hiến pháp, các đại biểu ở đó không có thể đơn phương phê chuẩn hiến pháp. Họ có thể đề trình hiến pháp, nhưng bạn cũng vậy. Vì vậy, theo giả thuyết, chúng ta có thể thực hiện toàn bộ phần và một số hiến pháp khác cũng có thể xuất hiện và sau đó được phê chuẩn, mặc dù nó không có hội thảo hay bất cứ thứ gì trên thực tế điều đó có thể sẽ không xảy ra vì cơ chế đồng thuận và đồng thuận của xã hội là một hoạt động dựa trên động lực bạn phải tổ chức các buổi hội thảo thảo luận ủy quyền và những thứ tương tự để thu hút mọi người và lôi kéo họ cùng tham gia để thực sự đạt được đồng ý có trong một hệ thống phi tập trung điều không thể tưởng tượng được đối với các quan chức quản trị và đặc biệt là những người cố gắng quản lý crypto là họ dường như không hiểu bản chất của động lực xã hội họ nghĩ rằng có một người nào đó chỉ ngồi ở vị trí cao nhất có toàn quyền kiểm soát và thống trị và đưa ra mọi quyết định điều đó không đúng ở bất kỳ tổ chức nào kể cả những tổ chức tập trung nhưng đặc biệt đúng với các giao thức phi tập trung đúng hơn bạn bắt đầu chèo bạn không di chuyển nhiều người bắt đầu chèo hơn và cuối cùng con thuyền bắt đầu tăng tốc và di chuyển theo một hướng một con tàu lớn một khi đã đạt được tốc độ thì có rất nhiều động lượng và khó có thể thay đổi hướng đi đó Hoàn toàn đúng khi một người chèo thuyền có thể đi loanh quanh nhưng nếu họ đụng phải con tàu lớn đó con tàu sẽ nghiền nát họ bởi vì đó là bản chất của động lực và các phong trào xã hội và crypto cũng không khác gì quan điểm đó và hãy hiểu rằng nếu bạn muốn thay đổi một hệ thống việc truy cập twitter và bàn về nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì nếu bạn muốn thay đổi một hệ thống hệ thống, truy cập Reddit và bàn về nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Bạn phải có những lý lẽ thuyết phục, bạn phải cởi mở với sự cộng tác và tham gia, đồng thời bạn phải tham gia vào các thể chế, quy trình và hệ thống quản trị đã có sẵn. Bây giờ, bạn có thể cho rằng chúng không công bằng hoặc không dân chủ. Trong trường hợp đó, lựa chọn duy nhất của bạn là rời khỏi hệ sinh thái hoặc bắt đầu một cuộc cách mạng và một hát phóc gây tranh cãi, không kiểm soát được, như chúng ta đã thấy trước đây trong lĩnh vực crypto và chúng ta có thể đạt được điều đó hiệu lực và hiệu quả của một hệ thống quản trị cũng có nghĩa là đó là một hệ thống quản trị toàn diện vì vậy khi các hành động quản trị được thực hiện hầu hết mọi người cho dù họ có đồng ý với quyết định đó hay không đồng ý với tính chính đáng về khả năng ra quyết định đó của cơ quan vì thế đừng bao giờ quên điều đó và luôn ghi nhớ nó. Tôi sẽ đi nhiều nơi, tôi sẽ đến Nhật Bản để mang thông điệp này đến đó, Singapore để mang thông điệp này đến đó và như tôi đã đề cập, vào tháng 10, tôi sẽ ở Argentina và chúng ta sẽ xem tôi sẽ đi đâu khác. Sau đó vào tháng 12, tôi sẽ tham dự hội nghị lập hiến. Tất cả vai trò khởi động, nghi lễ và điều phối đó sẽ được đáp ứng. Vào thời điểm đó, tôi sẽ giống như tất cả các bạn, một công dân bình thường tôi đã cảm thấy rằng, vào thời gian, tôi nhận thấy những lời chỉ trích bắt đầu tăng lên đáng kể. Tôi đoán là tôi không có kỹ năng kỹ thuật và rõ ràng là tôi không quản lý các nhà phát triển tại IOG. Tôi đoán là tôi chỉ ngồi đây sau chiếc micro có hình con tôm hùng và thảo luận với cộng đồng. Ồ, được rồi, nhưng đó là điều tự nhiên, mọi người đang tranh giành địa vị và quyền lực vì họ nhận ra rằng không có vua và họ muốn tạo dựng một chỗ đứng nhỏ bé cho riêng mình. Họ thường làm điều đó bằng cách tấn công những người không còn khả năng tự vệ thực sự. Và dù sao, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thật là vui, và năm nay sẽ còn rất dài nữa. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hẹn gặp lại mọi người sớm nhé. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phi Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích dano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.